Chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin sáng hôm nay sẽ là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với chủ đề triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA với lãnh đạo các bộ ngành 63 tỉnh thành và doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu đã tạo ra hơn 150.000 việc làm. Việc tham gia Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã mở ra tăng trưởng của nền kinh tế đất nước và hướng tới xóa nghèo vào năm 2030. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp tập đoàn có chiều hướng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán của đảng nhà nước ta trong quá trình hội nhập còn có những khó khăn thách thức cần khắc phục để vươn lên trong thời gian tới thủ tướng chính phủ yêu cầu cần phải có cơ chế chính sách tư duy kinh doanh doanh nghiệp đơn vị địa phương người dân cần phải tận dụng cơ hội nhanh chóng tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hội nhập tập trung phát triển kết cấu hạ tầng để phát triển kinh doanh có hiệu quả tiếp tục cải cách thể chế tốt hơn nữa để phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như phát triển quan hệ bền vững Việt Nam EU, nhất là thực thi tốt hiệp định EVFTA. Đi liền với đó phải đẩy mạnh công tác truyền thông, không chỉ phổ biến các thông tin chung chung mà phải nâng cao nhận thức về các cách thức, cơ hội của EVFTA. Đặc biệt là các hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng. Chiều qua Tại Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với Bộ Công Thương về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị bộ cần tiếp tục triển khai một cách đồng bộ quyết liệt và toàn diện các nội dung cải cách hành chính trong đó lưu ý thực hiện bảy nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tập trung chỉ đạo giả soát xác định rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế yếu kém trong công tác cải cách hành chính của bộ trong thời gian qua đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế bảo đảm hệ thống thể chế đồng bộ thống nhất đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà bộ ngành công thương được phân công tiếp tục giả soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ bảo đảm phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các vụ cục tổng cục các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ tổ chức triển khai có chất lượng hiệu quả các văn bản của chính phủ Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về chống nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là đối với cán bộ công chức thực hiện các thủ tục cấp phép có thể trục lợi. Ngân hàng nhà nước lần thứ ba trong năm giảm các loại lãi suất điều hành nhằm tiếp sức thanh khoản cho hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch. Ngân hàng nhà nước thông báo giảm thêm một số lãi suất điều hành với mức điều chỉnh 0,2 đến 0,5% một năm từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, lãi suất áp dụng cho tiền gửi dự trữ bắt buộc và vượt dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 0,5% một năm. Mức lãi suất tiền gửi của kho bạc nhà nước, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại ngân hàng nhà nước giảm còn 0,8% một năm, tương đương mức giảm 0,2 điểm phần trăm. Từ ngày 1 tháng 8, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vi mô tại Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 0,8%. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm một số lãi suất điều hành như tái cấp vốn hay tái chiết khấu, trần lãi suất tiết kiệm để góp phần giảm lãi suất cho vay. Việc ngân hàng nhà nước liên tiếp giảm lãi suất điều hành nhằm tiếp sức thanh khoản cho các nhà băng tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động diễn tập gần đây của Trung Quốc khi nước này đưa tàu chiến, máy bay chiến đấu tới quần đảo Trường Sa. Tại họp báo thường kỳ chiều qua, phát ngôn Bộ ngoại giao đã bình luận về những hoạt động gần đây của Trung Quốc khi nước này triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu tới các cấu trúc tôn tạo ở Trường Sa của Việt Nam, trong đó có đá Subi. Người phát ngôn khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vô giá trị và không có lợi cho hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực Biển Đông, Việt Nam kiên quyết phản đối. Theo Hai Kênh ứng dụng tin tức của Paris Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của nước này đã triển khai nhiều phi cơ tới Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Cuộc diễn tập kéo dài hơn 10 giờ, bao gồm hoạt động tiếp nhiên liệu máy bay Su-30MKK của không quân Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, các máy bay đã được triển khai ra Đá Subi vào tuần trước. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam khi Úc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ hết mọi yêu sắc của Trung Quốc ở Biển Đông, bà Hằng cho biết Việc các nước lưu hành công hàm tại Liên hợp quốc là thực tiễn bình thường trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cho rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong Tuyên bố Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Bản tin sẽ tiếp tục với thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19. Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam lên 750 ca. Trong 3 ca mắc mới Covid-19 có 2 ca tại Quảng Trị, 1 ca tại Thanh Hóa, nâng số tỉnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Đà Nẵng lên 12 tỉnh thành, gồm Quảng Nam, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị. Chiều ngày hôm qua, Bộ Y tế cũng đã ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19. Trong 30 ca được công bố, có 20 ca ở Đà Nẵng, 6 ca Quảng Nam, 1 ca Bắc Giang có liên quan đến thành phố Đà Nẵng và 3 ca nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 750 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 10 bệnh nhân tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 178.451 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, có 11 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số bệnh nhân công bố khỏi bệnh là 392 người. Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 22 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 11 ca. Tại cuộc họp ngày hôm qua, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 nhận định những ngày tới mỗi ngày có thể ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là dự báo về những ca nhiễm bệnh mới liên quan tới cụm bệnh viện Đà Nẵng hoặc một số nơi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới từng ngày không phản ánh xu thế tăng hay giảm của dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân nặng đang điều trị tại ba khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo của bệnh viện Đà Nẵng tính mạng vốn đã rất mong manh lại bị nhiễm thêm Covid-19 nên trong những ngày tới có thể có thêm một số bệnh nhân tử vong. Qua ý kiến chuyên gia phân tích dữ liệu kết quả xét nghiệm, ban chỉ đạo cho rằng càng ngày càng đầy đủ cơ sở cho thấy thành phố Đà Nẵng là ổ dịch với tâm dịch là cụm 3 bệnh viện. Nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh thành, trước hết là những người từ Đà Nẵng về địa phương. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện nghiêm quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam, không để dịch lây lan bên ngoài. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện nghiêm quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng và một số huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam không để dịch lây lan ra bên ngoài. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 19 triệu ca, với trên 19,2 triệu ca mắc và trên 716.300 người tử vong do COVID-19. Ngoài Ấn Độ, số ca mắc và tử vong mới tập trung chủ yếu ở Mỹ và khu vực Mỹ-Latin. Khu vực châu Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc và tử vong do COVID-19 mới trong một ngày qua. Theo đó, Mỹ ghi nhận thêm 54.891 ca mắc và 1.291 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 5 triệu ca mắc và hơn 162.700 ca tử vong. Brazil ghi nhận thêm 54.685 ca mắc và 1.322 ca tử vong, nâng tổng số lên trên 2,9 triệu ca mắc và trên 98.600 ca tử vong. Ở châu Âu, nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh và tiếp tục thực thi các biện pháp giãn cách nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ Ba Lan đã công bố hướng dẫn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới sau khi số lượng ca lây nhiễm ở nước này tăng kỷ lục trong những ngày gần đây. Tổng số ca mắc là trên 49.500 ca và trên 1.700 ca tử vong. Khu vực châu Á đang chứng kiến dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát diện rộng. Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất trong khu vực. Trong ngày quốc gia này đã ghi nhận thêm 56.626 ca mắc và 919 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 2 triệu ca mắc và hơn 41.600 ca tử vong. Khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn là quốc gia có số ca tử vong trong một ngày cao nhất khu vực. Nước này ghi nhận thêm 1.815 ca mắc và 64 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên hơn 118.700 ca mắc và trên 5.500 ca tử vong. Tại châu Phi, Bộ Y tế Gambia cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 60% trong 7 ngày qua, lên gần 800 ca, số ca tử vong hiện là 16. Người phát ngôn chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đang ngày càng hối thúc người dân đeo khẩu trang và áp dụng các biện pháp y tế phòng dịch khác trên cả nước. tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8, Đảng bộ huyện Bảo Lâm khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025 dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí triệu đình lê phó bí thư thường trực tỉnh ủy cùng 202 đại biểu đại diện cho 3.390 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong 5 năm qua, Đảng Bộ huyện Bảo Lâm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội, 12 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội xây dựng đảng đạt và vượt mục tiêu đại hội. Về sản xuất nông lâm nghiệp phát triển ổn định có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trung bình từ 7 tỷ đồng một năm, thu ngân sách từng bước khai thác có hiệu quả các nguồn thu, năm 2015 thu đạt trên 23 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đạt trên 33 tỷ đồng tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều vượt kế hoạch giao. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, thực hiện giảm được 2.256 hộ nghèo, tổng tỷ lệ giảm nghèo đạt 22,89%, bình quân đạt trên 5,7% một năm. Về công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ qua, huyện duy trì 100% xóm có tri bộ, kết nạp được 887 đảng viên mới, đạt 110%, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ huyện lên 3.390 đồng chí. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Bảo Lâm vẫn là một huyện nghèo, khó khăn nhất của Cao Bằng với quy mô nền kinh tế là rất nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng chưa rõ nét, thiếu bền vững, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp, thu nhập bình quân đồng người chỉ bằng 1/2 thu nhập bình quân toàn tỉnh muốn đi lên từ nông nghiệp, huyện phải tập trung đẩy mạnh liên kết bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Tích cực tuyên truyền và động nhân dân, mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, áp dụng các dòng mới, kỹ thuật mới để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm cao, sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lạc đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ huyện ủy gồm 12 đồng chí đồng chí Hà Nhật Lệ tái cử chức danh bí thư huyện ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 19, gồm 19 đại biểu chính thức và một đại biểu sự khuyết. Đại hội biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hai nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc cùng 3 chương trình trọng tâm, gồm chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực lao động, chương trình xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc thành trung tâm dịch vụ du lịch của huyện, chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Nhân dịp này, đại hội đã chia tay trao tặng quà cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa 20 không tham gia ban chấp hành khóa 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.